đơn, B. Nạp tiền điện thoại nhanh chóng, C. Mua sắm online thuận tiện, D. Các đáp án trên đều đúng. Kết quả có 489 lượt chọn đáp án đúng là đáp án D. Chúc mừng chủ nhân số điện thoại 0795878409 đoạt giải nhất, nhì và ba, tổng trị giá giải thưởng 3.500.000 đồng. Giải ba còn lại thuộc về chủ nhân số điện thoại 0797789160, trị giá giải thưởng 500.000 đồng. Giải thưởng gồm phiếu mua hàng Co-op-mart có giá trị tương đương. Câu hỏi kỳ này có nội dung như sau: đối tượng nào sử dụng dịch vụ bảo hiểm xã hội trực tuyến? A. Các tổ chức doanh nghiệp có sử dụng lao động trên lãnh thổ Việt Nam. B. Ủy ban nhân dân xã phường thực hiện thủ tục bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và bảo hiểm y tế tự nguyện cho người dân. C. Trường học thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên. D. Các đáp án trên đều sai. Hãy soạn tin ITCM cách X cách Y gửi đến 8288. Trong đó, X là đáp án được chọn, Y là số dự đoán số người có cùng đáp án, để có thể sở hữu nhiều giải thưởng hấp dẫn. Giải thưởng được trao tại VNPT Cà Mau, số 3 Lưu Tấn Tài, phường 5, thành phố Cà Mau. Bác Ba Phi, người kể chuyện Tiếu Lâm bậc nhất miền Tây, với những câu chuyện dân gian mang đậm phong vị của làng quê Nam Bộ. Tiếng cười sảng khoái, mộc mạc qua cách kể cường điệu, chí dõm nhưng hấp dẫn, giới thiệu những nét đặc trưng về vùng đất con người Cà Mau. Tất cả sẽ được tái hiện trong chương trình Kể chuyện Bác Ba Phi trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Chương trình được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại vào lúc 19 giờ thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh FM tần số 94.6 MHz và trên sóng AM tần số 909 kHz của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ ba, ngày 17 tháng 12 năm 2019, chương trình gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Công bố lệnh của Chủ tịch nước về luật và bộ luật vừa được Quốc hội thông qua. Ban Tuyên giáo Trung ương hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề về Bác năm 2020. Sự đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Phu nhân nguyên chủ tịch nước hỗ trợ nhà ở cho hộ bị thiên tai. Thưa quý vị, chiều hôm qua tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 11 luật, bộ luật đã được Quốc hội